Dưới đây là những mẫu xe hoàn toàn mới hoặc những mẫu xe cũ có nâng cấp, thay đổi trong năm 2020 tại Việt Nam đồng thời sở hữu mức giá thấp nhất phân khúc. 1. Kia Sol Uto giá khởi điểm 369 triệu. Kia Sol Uto ra mắt thị trường Việt từ năm 2019 với giá khởi điểm từ 399 triệu. Thời điểm mới ra mắt Sol Uto chính là mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc hạng B cho đến khi Mitsubishi A trên nâng cấp ra mắt hồi tháng 3. Tuy nhiên sau khi Thaco cập nhật giá mới cho các mẫu kia vào tháng 7, Sonuto lập tức giành lại vị trí xe rẻ nhất phân khúc với mức khởi điểm chỉ từ 369 triệu. Hiện tại kia tô đang bán ra thị trường tới 4 phiên bản, giá từ 369 đến 469 triệu. Xe được Thaco lắp ráp trong nước và hưởng ưu đãi giảm 50% phí trước bạ trong suốt 6 tháng cuối năm 2020. 2. Mitsubishi Ache giá khởi điểm 375 triệu. Tháng 3 Mitsubishi trên nâng cấp ra mắt Việt Nam. Ngay khi xuất hiện, Mitsubishi che đã giành được chú ý lớn từ người tiêu dùng với mức giá rẻ vượt qua cả Kia Soul Uto, khởi điểm từ 375 triệu. Tuy nhiên vị trí xe có giá rẻ nhất phân khúc của Mitsubishi che không giữ được lâu khi bị Kia Soul Uto cướp lại khi thay đổi giá vào tháng 7. Hiện tại Mitsubishi che vẫn phân phối ra thị trường hai phiên bản số sàn và số tự động với giá lần lượt là 375 và 460 triệu. Việc nâng cấp về thiết kế cũng như có mức giá hấp dẫn giúp Archer nhận được nhiều sự yêu mến từ người tiêu dùng trong nước kể từ khi ra mắt đến bây giờ. 3. Suzuki Ertiga giá khởi điểm 499 triệu Ertiga hiện có giá rẻ nhất phân khúc MPV với mức khởi điểm từ 499 triệu. Mẫu MPV ra mắt thị trường Việt từ năm 2019 nhưng tới đầu năm 2020 Suzuki Ertiga được bổ sung thêm một số trang bị và tăng giá nhẹ. Tuy nhiên chỉ có phiên bản GLX tăng giá, phiên bản GL tiêu chuẩn vẫn không thay đổi. Hiện tại giá xe cho bản GL và GLX lần lượt là 499 và 555 triệu. Được biết chỉ trong vòng một tháng ra mắt có tới gần 2.000 đơn đặt hàng của khách hàng Việt dành cho mẫu xe này. Tuy nhiên thời điểm ban đầu Suzuki Ertiga luôn trong tình trạng khan hiếm, không có xe bàn giao tới khách hàng khiến một số khách hàng không đợi được mà rút tiền cọc. 4. Kia Seltos tốt giá khởi điểm 599 triệu là tân binh trong phân khúc SUV đô thị với mức giá khởi điểm rẻ nhất, chỉ từ 599 triệu xe cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Kona và Ford EcoSport. Xe phân phối ra thị trường 3 phiên bản với giá từ 599 đến 719 triệu. Kia xe tốt chính thức ra mắt từ tháng 7 và bắt đầu giao hàng từ tháng 9. Như vậy mẫu xe kia chỉ mới xuất hiện trên thị trường được 4 tháng. Cộng dồn doanh số từ tháng 9 đến hết tháng 11, đã có tới 4.473 xe xe tốt đến tay người tiêu dùng Việt. Thậm chí nhà máy Thaco còn phải tuyên bố ngừng nhận đặt cọc hai phiên bản cấp thấp do nhà máy quá tải trên đây là những mẫu xe mới xuất hiện tại thị trường việt nam và có mức giá khởi điểm rẻ nhất phân khúc của mình Zzzzzzz.